con vẹt không nè. Cái tên là vẹt một cái đường sống trước nè, thấy không? Sống lưng của con cá nè. Sau mình chia ra hai đường song song nè. Bắt đầu mới vẽ qua cái đầu con cá nè. Bắt đầu mới định hình con mắt nè. Cái mang nè. Phát thôi. Sau một lát mình mới đi chi tiết động lại.
nhanh mà để con nhớ phải đậu. Để ngày mai bây giờ về ấy cái con này trước làm nhanh đi, lát vẽ thêm con rồi mình làm chậm lại, chắc là quay video hướng dẫn luôn đúng không? Để mốt là hay làm mờ mờ vậy đi còn dễ hơn nằm con phải không thầy? Đó, mình phát họa đó, phát họa xong mà hồi mình còn chỉnh lại cho nó động nó mới đẹp chứ. Này là con đơn giản nhất thôi thầy. Ừ. Còn có bông chịu. Ừ. Bắt đầu là cái kỳ nè. Gai đầu tiên của nó nè, vẽ cái sống cho nó lặp lại. Cả cái đường chính và đồng cái gạch đều lên, cái dài cái ngắn, cái dài cái ngắn cái ngắn dài vậy đó, chứ đừng có làm đều đều hết. Thầy đăng lên YouTube thầy nó tu nhanh phải không thầy? Đúng rồi, tu nhanh. Có vậy con chỉnh cái chế độ mà 0.35 chậm lại hả? Được lưu về chậm lại đúng không? Dạ, nó có chỗ chỉnh chậm lại. Dạ, cái này để hồi làm cho nó chậm lại. Thầy cứ đăng nhanh đi rồi con hồi cũng có chỗ chỉnh nó chậm lại nhìn được. Bây giờ thầy chỉnh 1.5 đi, con chỉnh 0.5 hoặc 0.75 gì. Chỉnh là trong cái phần mềm nào á? Nó có nó trong cái video thầy đăng lên á. Nó có cái chế độ chỉnh đúng không? Dạ. Trong cái YouTube luôn hả? Dạ. Thầy nếu thầy chỉnh anh cho 1.75 nhân á là con chỉnh lại 0.75. Là nó chậm bằng luôn, là hình 1. Dễ thêm vài cái bông luôn thầy. Có bông sống nước rồi. Cả hai mà đi chung mấy cái đó. Tới đây là hết chảy không thầy? Ừ, nó chảy. Cái kỳ này đánh cho nó clip qua. Chịu cái kỳ nó đi nó lâu lâu lệch hết của con chưa? Đi vừa thôi mình đừng đà quá nó bị cứng tay. Đi vừa phải thôi, còn mà muốn đậm lát lấy cái kim bút lông á. Cho nó rọi thôi chứ một lát lấy viết lông á, kẹ thêm lại.
chưa có sọt dưới đu nữa kìa. Đu là kéo dài dài đó. Dài ngắn, ngắn, dài. Dài ngắn, ngắn, dài. Dài dài thì cái ngắn. Thì đấy, góc này là nhìn không có mấy dấu mà nó mờ mờ. Đó thầy. Để cái góc vậy là nó không thấy cái giống mờ mờ. Góc sáng. Rồi, xong rồi bắt đầu là xong bắt nước. Bây giờ mình đã đánh cái đuối trước đi. Chỉ thêm con cá chép hoa rồng luôn này. Tối nay kêu cha mua cuốn nhìn cái video mày đặt lên dễ thử con. Dạ, dạ chắc để thầy làm cái clip hướng dẫn. Đâu có, giờ thầy đăng lên clip này lên là con chỉ cần chú chậm thôi là con nhìn vô được thì dễ heo được thì. Nó có chỗ chỉnh chú chậm rồi. Nhìn vô làm heo được. Thấy làm gì khỏi tô đen chi tại giấy đã mất thời gian hả thầy. Tô đen hay là mình có gì nè mua một cái sâm á mình ấy sao nè cho cá ngậm nguyên một cái sâu tiền nè. Định hình thôi, định hình trước. À, bắt đầu mới vẽ là cái đồng tiền ở trên. Xong một con hãy đăng lên con. Xong con này là hãy đăng lên luôn này.
cái chi nào lật nhất thầy? 1B, 2B HB. Cả cả chân lắm nha, hư ế chân dơ cả cả lát bay mồm lắm. Sang trước khi mình vẽ cái nhụy trước nè.